Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cập nhật thông tin thời tiết từ biên tập viên Ngọc Vân. Chị Ngọc Vân ơi, ngày hôm nay thì mọi người sau kỳ nghỉ lễ đã quay trở lại đi học, đi làm rồi. Nhưng mà tôi thấy là thời tiết tại Hà Nội vẫn khá là mờ mịt ạ. Không biết có phải là ô nhiễm gia tăng hay không ạ? Vâng Thị Vân, đúng là như vậy. Ngoài cái lưu lượng xe cộ đông hơn thì yếu tố thời tiết cũng tác động khá bất lợi, làm chất lượng không khí xấu đi. Đây là hình ảnh chụp lại từ tòa nhà cao tầng, có thể thấy là sương mù kèm theo bụi bẩn làm bầu không khí đục ngầu, không còn thấy rõ các tòa nhà ở phía xa. Và thực tế chỉ số AQI đo được ở các quận nội thành Hà Nội hầu hết là màu đỏ và màu tím, tức là ở mức xấu và rất xấu. Không chỉ thủ đô Hà Nội mà nhiều tỉnh thành ở miền Bắc sáng nay cũng trong tình trạng ô nhiễm không khí ở mức xấu. Nghiêm trọng nhất là Bắc Cạn, Phú Thọ, Hà Nam cũng như là Nam Định. Toàn tỉnh ở ngưỡng cảnh báo tím, tức là mức rất xấu. Cảnh báo tình trạng ô nhiễm này sẽ còn kéo dài trong 1 đến 2 ngày tới. Thời gian ô nhiễm chủ yếu vào buổi sáng, đến trưa chiều chất lượng không khí cải thiện đôi chút nhờ có nắng. Như tại thủ đô Hà Nội, dự báo đến chiều nay nắng lên, không khí sẽ thoáng đãng hơn, nhiệt độ tăng lên ở vào khoảng là 20 tới 21 độ, trời ấm áp hơn. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, dự báo chiều nay nhiệt độ cao nhất là 32 độ. Các quận huyện phía Bắc và khu vực trung tâm thành phố trời nắng ráo, riêng phía Nam hai huyện Cần Giờ và Nhà Bè sẽ có mưa, nhưng mà mưa diện hẹp và có thể kèm theo dông. Còn bây giờ xin mời tiếp tục chương trình Chuyển động 24 giờ.